chưa đạt chính hình dạy. Chứ là giọng ca hay là giọng chính á, hãy cái âm thanh sư phụ đều là nó chỉ tà đó. Nãy cái bài đầu chưa có warm up cho nên nó còn chấp chữ chút. Bây giờ ca lại là bài đầu hay á. Ca lại đi, ca lại quay lại sư phụ. Ca lại hả? Ca lại quay lại phải không? Dạ. Hay hơn, tại nãy mới vừa vô đột xuất cái chưa kịp chuẩn bị gì hết. Giờ mình ca lại cái bài gia tài của mẹ lại nghe. Dạ. Nhưng mà ở ngoài kia một người nào biết ca giỏi á phải cầm bè theo nè, con biết ca bài đó không? Nhưng mà con đâu có chữ đâu con ca hả? Vậy con phải vậy con cái máy này thôi. Rồi làm lại gia tài của mẹ. Chưa chuẩn bị microphone, chưa có hello thôi. Có cái nón thầy xấu để tóc bụi bụi trẻ. Hello đại tử, mời đại ca đây. Rồi one two three. Yeah.
một núi đầy mồ. Dạy cho con tiếng nói thầm thà, mẹ mong con chớ quên màu da, con chớ quên màu da nước Việt xưa. Mẹ cho con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường xa, ôi lũ con cùng cha bên lòng trời. Một ngàn năm đô lê dập đằng tàu, một trăm năm đô hồ dập đằng tây, 20 năm nổi chiếm từng ngày, gia tài của mẹ dùng đồng khổ khăn, gia tài của mẹ nhà trái từng ngày. Một ngàn năm đô lê dập đằng tàu, một trăm năm đô hồ dập đằng tây, 20 năm nổi chiếm từng ngày, gia tài của mẹ một vòng lại cắm, gia tài của mẹ một lũ bồi tình. Dạy cho con tiếng nói thầm thà, mẹ mong con chớ quên màu da, con chớ quên màu da nước Việt xưa. Mẹ trong con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường xa, ôi lũ con cùng cha quên phụ, ôi lũ con cùng cha quên phụ, ôi lũ con cùng cha. Vòng vòng à, trời mát vừa tới mà nghe được nhạc này ha, có duyên quá ha. Chứ không có nghe đàn một nghe nhạc, bữa nay lễ cho tụi con break bữa thôi bác, nghe thường nói đạo, bữa nay lễ mà nói đời để đại đi quay được nhiều. Cái bài này á nó căng dữ lắm. Bữa hổm Khánh Ly ca cái là nguyên nước Việt cấm bả vô về bển luôn á. Cái tộc kỵ ta, bài này hay nhưng mà đâu có gì đâu. Mình thằng trai giùm bạn. Dạ. Khánh Ly ca này hay á. Tử cái này thấy hồng hào thì nó nghe thấy con mặt mày tươi vậy đó. Con gắng là thiền với lại sám hối thôi. Khi nào mình cả đói bụng luôn nghe, đừng nói gì tinh thần, cả thể xác đói bụng mà lại cha lại mẹ cũng hết đói á. Không tin thử đi. Mỗi lần sư phụ buồn hay là chuyện gì gọi là bất như ý á, cái rồi ở nhà sư phụ hoặc trong hãng cũng vậy, trên núi này thì cũng phải lên trên đó thì ngồi xuống cái mẹ tới mẹ vuốt an ủi, làm chút xíu cái lòng của mình á mất đi cái nỗi buồn liền á, thiệt á. Thì sư phụ có cái đó, bảo đảm mấy con cũng sẽ có được cái đó. Tại vì Phật mà vuốt cái rồi thôi là mình phấn khởi lên liền. Rồi mấy anh chim nó cũng nhiều chuyện thích lơ ca, nghe ca nó bay tới. À, nghe ca cũng bay tới nữa. Chim này ngộ vậy đó. Cái điện. Thank you.
chứ mình ca mấy bản vui vui chứ bỏ lên mạng bà con cũng vui lấy mình á. Thì mình tạo nguồn vui chung á là mình có phước chung. Mình phụ tạo duyên cho mọi người vậy đó. Đi vòng vòng nha, người ta thấy cảnh này ai cũng vui đó. Mình đâu phải tu vô chùa còn gù còn gật đâu. Mình cũng ngồi đây mình tu mà. Bác gì ở đẳng á, lên đây ngồi nè, bác ở xa tới thăm con nè, bác ngồi gần gần đây nè, bác ở xa chứ gì. Để đây con cho chút điện về. Thế bác đèn cũng cạn dầu rồi đó. Dạ. Ngồi đây đi. Chị xin sư phụ cho con điện rồi đó. Trời, sư phụ gì. Đây bác cũng hầu quan cũng yếu rồi đó. Ôi hè, xa dữ vậy. Hả? Thôi, mình người truyền tin của Thượng Đế cho mình, đâu phải thầy trị bệnh đâu. Lên đây á có duyên á mình lại mẹ với lại Phật là tự nhiên mà đủ phước đủ đúng giờ đúng lúc mấy chư thiên trên xuống giải nghiệp là đó là cái núi này là ở nhà thương rồi mình đi mình đang ngồi đây là mình đã qua cái ER rồi đó và Mercy Care đó nó thật sự vậy mà đâu có cần y tá kịp đâu. Gần đây nè, ngồi chi xa vậy? Dạ. Lâu lâu bỏ thì giờ lên đây ngồi có gì phải hỏi. Học thì phải hỏi, không hỏi tức là ở nhà làm biết. Chuyện rất là đơn giản. Nếu nào hỏi nhiều á chứ buồn thích xin điểm đó, à. Hỏi cho đúng rồi. Dạ. Chứ không đừng nói hỏi chuyện hỏi. Lăng nghiêm vô đây tùy theo đứa đọc cái gì thế nào cần mạnh cho lăng nghiêm vô cho giảng sanh vô cho chủng đề của mẹ vô.
Rồi mấy con có gì muốn nói chuyện, muốn hỏi thì cứ hỏi. Sư phụ cho con hỏi sư phụ. Sư phụ dạy là khi ngồi thiền là phải quán chữ khổ. Có phải là nếu mà mình ngồi thiền mình quán chữ khổ thường xuyên là mình hết khổ, còn nếu mình không chịu ngồi thiền là mình sẽ khổ đúng không sư phụ? Dĩ nhiên. Nhưng mà con người vừa sanh ra đã khổ rồi, vừa mới trụ hình trong bào thai của mẹ đã khổ. Con là gái đúng không? Mẹ con ngồi đó đúng không? Lúc mà mẹ con mang bầu á thì là là cái dông của con á là chui vô, là cái người mà cố tình làm cho cha mình với mẹ mình ăn ngái rồi mình nhảy vô. Chứ lúc đó đó cả ổng cũng không biết ổng đang làm gì nữa, nhưng mà người này biết á là mới đầu thai, nó là thiệt á. Rồi khi vô trong đó, tại vì cái bầu thai nó bay lãng đãng nè, nó tìm nhà nào hợp, tại vì tạm bỡ thôi mà đâu có gì đâu, mượn đó, mượn bụng chui ra thôi. Thì thí dụ như một người trai nó vô chị này thì là nó nhất định theo trả thù hay là theo trả nợ, thì nó nhất định vô nhà nó phá cho nát vậy đó. Rồi là nó là người cố tình là mình nói cái này nó có thể ân ái với mẹ luôn vậy đó. Trong kinh có nói cái này mà, vì coi kỹ đi, chứ không phải là do hai vợ chồng. Lúc mà cái tầng trường nó rung động á thì là cái người đó, cái đứa, cái baby đó làm cái đó. Rồi bắt đầu mới trụ hình 9 tháng 10 ngày thì trong đó tối thui là đã thấy khổ rồi. Chồng nó đạp rồi nó đòi ăn, đói là đòi ăn rồi. Rồi tiêu tiểu về từ chỗ một luôn đó con, cái rúng rồi hả, đâu có nhà vệ sinh chổng đâu. Và khổ từ đó rồi. Cũng giống như giờ thử mình nhốt trong cái nhà này đi, mình nhốt chừng 2 tiếng mình chừng không nổi, không chỉ bị nhốt trong đó mà không có phòng khách, cũng chẳng có nhà vệ sinh, cũng chẳng có gì hết, không có bát do, không có sân chơi, nằm chờ queo coi vậy nè, có ai khó chịu không? Là khổ rồi đó, sanh ra đã khổ, lớn lên càng khổ nữa. Cho nên ở trên cõi trời á, người ta không có bầu kiểu như vậy. Có bầu bằng giống như nam với nữ nhìn cặp mắt với nhau, cái là giống như điện tử vậy, nó hai cái tầng trường nó rung động phê phê cái là ăn ái rồi đó. Rồi cái bắt đầu có bầu, có bầu là nó mọc ra từ cái nách, bắt đầu dở nách ra cái là sanh ra baby. Cái đó là ở những tầng trời thấp nha. Rồi lên tới tầng trời cao nữa đó, đàn ông mà người nào mà có cái power, có thần thông cao chừng nào á là người cha có quyền sanh ra con theo ý mình, giống như truyền thừa á, giống như võ nghệ tìm đứa con vậy đó. Rồi lên tới như dạng cửu cha mẹ thì khó rồi, thời xa xưa tạo thiên lập địa, cha là vua mà phải không, thì cũng vua cũng phải có lời lỗi. Thì tạo những đứa con, 12 đứa con trai của cha đó thì phải có bi trí dũng. Thì mỗi một lần một cái thành tinh nào cần cái chuyện gì thì nó có thể cần ba điều kiện, ba yếu tố đó mới làm việc được. Bi không đâu làm được, bi không có cách nào mà làm cho mọi người có hạnh phúc hết á. Tại bi phải có chút dũng rồi có chút trí tuệ nữa. Cho nên tất cả các vị Phật khi tu thì cần bi, nhưng mà khi về mấy vị Phật cũng phải đầu thai xuống, phải đóng vai ông vua này, phải đóng vai người nọ. Giống như Phật Ca đâu phải ngày ở chảnh đâu, trong mấy nghìn năm nay ngày cũng tái sanh cũng nhiều kiếp, có lúc thì ngày đóng vai này đóng vai nọ nữa. Phật Di Lạc cũng vậy thôi, một màn vậy đó. Thưa sư phụ, cho con hỏi là con hay nghe nói thiên ma 13 tầng là sao? Ở trên trời nó cũng có đủ loại đạo. Thiên ma là nó ở tầng thứ 12, tha hóa từ tại thiên. Nó cũng giống như Godfather vậy.
ở bên Âu Châu nó cũng ăn sen cao vậy đó, không giống như mấy tụi Hollywood mà mạng gót đỏ Lumina vậy đó. Thì trái đất mình vậy, trên kia nó cũng vậy. Vậy chứ mấy mafia Godfather của Ý nó không có làm lỗi gì, nó đâu có bị đọa địa ngục, nó không đâu, đâu bị cảnh sát Ý bắt đâu. Nó cũng chơi giao vui với Đức Giáo Hoàng nữa, lúc Đức Giáo Hoàng cần nó giúp nữa. Thì trên trời nó cũng vậy. Nhưng mà cái tâm nó có thần thông bằng với Phật, nó chỉ có một cái là không có lầu thần thông mà nó không có từ bi. Nhưng nó cũng có cái lòng đại nghĩa đó. Cho nên ở ngoài kia những người bị bùa bị ngải là đa số á, là mấy cái phe tà đó, họ có thần thông cao, họ trị ma đồ hay hơn là mấy vị thầy. Mấy vị thầy chỉ năn nỉ thôi, đại bi đồ thôi, ma mày đi đi, mày đừng có nhập này nọ. Nhưng mà bên thần thông tà nó cầm bó nhang nó quất bóp bóp cái đầu thôi, không cháy tóc nóng á. Tại vì má nhập vô nó cũng có cảm giác vậy, nó sợ nóng. Nó cũng đang sống lẫn lộn mình nhiều. Có lúc nó có xác người, có lúc nó không có xác người. Mỗi một lần chuyến đi sư phụ giống như Nam Cali bữa hổm á, là có hai quỷ trong đó. Có gì nói. Rồi nó mang bùa ngải đến đó nữa. Hey, long time no see, how are you? Sư phụ. Ở Việt Nam mới về hả? Dạ vâng. Đi vui không? Nhiều thú vị lắm. Nhiều thú vị hả? Ai gì đà Phật. Định nói năm sau trở lại mùa này để mà ăn thôi nôi nha. Thôi về hết chất đi ra nha. Có gì kể vui không? Thú vị gì? Kể sao luôn. Từ từ suy nghĩ đi, lên núi kể. Dạ vâng, dạ. Nói Việt Nam về. Thì chỉ biết ở Việt Nam á, bây giờ mỗi ngày á là giống như đi vào con đường bế tắc, ngõ cụt. Không có cách nào mà lên nổi, giống như cái cây giờ nó bị virus cho nó chết từ từ vậy đó. Hiện giờ Việt Nam mà cũng nói này, cái đây mấy năm đó ai tin đâu, bây giờ là thiệt đó. Không tin nó, tất cả coi thử từ buôn bán đến nhà cửa đi ốc tới công ăn việc làm, mọi người mọi nơi luôn á, nửa thuận thiên nửa nghịch thiên. Nếu mà thờ ông Trump làm tổng thống, thuận thiên bỏ trong cầm đi, là bây giờ nước không có bế tắc. Cho nên bây giờ ở trên phải đi một con đường khác, là đi con đường coi là dẹp luôn. Hồi xưa là tính remodel, bây giờ là xây nhà mới. Thì lúc đó họ mới biết sợ thì nước kia thì nói chuyện. Còn giờ họ hơi biết rồi. Với con người nó chấp theo hình tướng vô minh kiểu đó. Người ta nói, người ta chỉ đường cho đi để mà giữ chức vụ, giữ giàu có. Họ không tin, giờ cuối cùng họ sẽ bị. Rồi trong những tháng kế tiếp, bắt đầu bây giờ luôn nè, họ sẽ đi hết ra hải ngoại, tìm những cái quốc gia tự do để mà làm bạn, làm đồng minh. Nhưng mà muộn rồi, không còn kịp nữa. Cũng giống như xưa Vệ nó còn chút nhan sắc, cái lúc mình đi với anh này, anh tỷ phú này, lúc mình đi với anh triệu phú nọ, nhảy qua nhảy lại, bây giờ cả Tàu với Mỹ hàng đá hết, cả Nga nữa không còn gì hết. Cho nên giờ anh Vệ ế Việt Nam mình ý nhỉ. Rồi bây giờ đến lúc mà chịu nghe Thiên Tướng Kiệt thì muộn rồi. 3 năm trước không nghe. Tại vì bữa giờ con không có gặp được sư phụ nên con không có hỏi được. Tại vì con nghe người nói vậy, người nói kia.
kia, con không biết sao mà đúng thì con làm, nên con rất mong được gặp sư phụ. Nay con đã có sư phụ rồi nên con muốn hỏi rằng con về con làm sao cho đúng. À, kinh trong kinh Lăng Nghiêm á, thì người á thì nó nói là nên đọc tụng Lăng Nghiêm càng nhiều càng tốt. Rồi người thì đó là đọc Lăng Nghiêm nó nóng. Lăng Nghiêm khi nào bị bùa chú thư ém thì hãy đọc, đọc liên tục 5 ngày. À, giữ thanh tịnh, tức là ăn chay, không có gần với chồng con. Thì đọc liên tục để cho bùa ngải nó ra khỏi người mình. Khi gặp những cái chuyện mà làm ăn thất bại, đọc Lăng Nghiêm để có một cái chánh kiến nó gia hộ cho cái business của mình. Còn bình thường vợ chồng vui vẻ đọc Đại Bi được rồi. Đang ăn mặn mà đọc Lăng Nghiêm lại cũng không có hiệu lực nữa. Lăng Nghiêm nó cũng giống như là chủ sinh vậy đó, chứ phụ giải thích cho nó có ngàn lần rồi không chưa hiểu. Còn Đại Bi á, thì thay lên nói thì cứ nhức đầu thì cứ uống. Còn chủ sinh á, khi nào mình bị infection phải không, thì đó là hai công thức như vậy. Rồi phải ngồi thiền chứ không phải người. Còn khi người nào đã đọc rồi mà không có gia đình mà ăn chay trường á, thì nên mỗi đọc mỗi ngày. Còn người nào có chồng con mà không có ăn chay á, thì khi nào có chuyện hãy đọc, lâu lâu đọc, tháng đọc một lần, từng đọc một lần, hiểu vậy. Để nó chủ sinh uống hoài đời nó có side effect á. Giờ xưa sư phụ có sư mẫu đẹp như tiên, bả là tiên thiệt á, mà sư phụ đọc Lăng Nghiêm mỗi ngày nhìn bả y như là cái gốc cây vậy đó, không có thấy cái đẹp là cái gì luôn á. Tại Lăng Nghiêm, mấy thần của Lăng Nghiêm á họ rất là dữ, mà khi mình đọc xuống á là mấy ổng lửa không à, mà ổng tới gần mình á mình thấy người mình khưng 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 lửa lên thì bao nhiêu bùa ngải thư ém đều tan hết. Còn mình muốn giữ gia đình hạnh phúc thì nó lâu hai chồng mà ra đọc nó không dụ ổng, tại vì Lăng Nghiêm nó sẽ khai, nó diệt được cái tà tâm, nhưng mà còn diệt luôn chồng cho nó thành khúc củi luôn á thì cũng được, thì đọc mỗi ngày đi. Ổng nó có kìa, sư phụ giải thích vậy là bá hiểu rồi đó. Chủ sinh hay là thai noi, mình nửa đời nửa đạo, sư phụ không phải giống như mấy ông thầy, mấy ông biết, mấy ông không có chỉ hết. Cũng giống như bây giờ mấy ông kêu các con ăn chay trường nha, có nhiêu tiền các con đóng cho thầy có phước, mình tổ chức khóa tu này, mình đi gây quỹ nọ, mình đi từ thiện chỗ kia, đúng không? Nhưng mà mấy cái mà để mà cho đừng có bị nghiệp là giống như mỗi sáng mình bước xuống á, mình đạp một đống mấy con kiến, một đống mấy con trùng, mấy ông đâu có chỉ cách mình làm sao, mình vô tình mà mình cũng phải bị tội, đúng không? Mấy ông đâu có chỉ đâu. Mà mấy ông kêu chút bữa nay mấy thầy trò mình đi thả chim nha, mà trong khi sáng đạp chết khoảng mười mấy con kiến rồi, giờ con có thả 1 triệu chim mấy con cũng bị tội rồi, đúng không? Cho nên cuốn kinh Thiên Tâm Sư Phụ là dùng hết cái cuộc đời của mình trong tu học chỉ trong đó. Giờ tuần chiêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư tức hạ tán cái hình, nguyện như tức thời sanh tịnh độ. Tức là tôi không cố ý, tôi có đạt vô gai, tôi tiễn vô gai về trời. À, mấy thầy có chỉ đó không? Đi chùa nào cũng không, ông nào cũng bí á. Mà bây giờ bảo đảm mấy ông coi cuốn kinh Thiên Tâm của mình á, mấy ông cũng giật mình á. Với ấn cho phụ dạy, mấy ông đâu có dạy bắt ấn. Bắt ấn này á, gái mà ngồi thiền bất cứ đâu, ngồi chùa, nhất là chùa Phim Manh, ma ghê lắm. Không bắt ấn hả, rồi tới nó hùng đã luôn á. Cho nên sư phụ chỉ là khác hơn ở chùa, là giống như là sư phụ là thuốc Pháp vậy đó, còn thuốc của Mỹ nó nuôi bệnh. Mấy ổng là giống như nuôi bệnh, còn sư phụ chỉ là tiệt gốc. Mình phải đi về kỳ này chứ mình không có lẫn quẩn đâu. Nó khác nhau nhiều lắm. Cho nên đừng á thiên tâm giống mấy ông thầy cũng khó. Mấy ông giống mình một phần thôi, còn mình khó hơn đạo Phật rất là cao. Rồi thứ nhất, mình thầy trò mình ngồi kiểu này, áo vest, áo thun, áo quần jean tá lả, nhưng
cái tâm mình là tâm Phật, chứ không phải cái áo vàng hay áo chàng là Phật đâu. Mình thích ca thì mình ca, ca đâu có hàm lực. Đây vụ lúc trước hỏi mấy ngày thần thần với mấy chữ tiếng đây, hay lâu lâu tôi cá thì được không, tại mấy mùa hè năm ngoái á, ô cá đi, tôi dù tôi ngồi đây tôi hưởng ứng, tôi cũng thích nghe, nhưng mà ngày cá dở mấy chữ thiên chê cho hồ cây vậy. Không phải dở không dở, hay gì mà cho nó thay đổi không khí cho náo nhiệt vậy đó. Chứ mỗi lần mình tổ chức trung thu hay là tết á, ở chển xuống rầm 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 giống như là đi máy bay A-130 vậy, là nít đầy bầu trời hết, họ cũng thích enjoy lắm xuống đây với mình. Nên lâu lâu mình ca là trên xuống đồng lắm, nãy sư phụ mời họ xuống là ca lên đó. Trong chùa mấy ổng đâu biết mấy cái mánh này đâu. Này đâu biết mánh này. Với lại cái luật đâu có được ca, còn mình